khỏe ra, dễ chịu. Dễ chịu, mà chưa có một lần thôi. Một lần. Ok. Anh cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cả cơ thể nó khỏe ra. Cái chân này tháng nào nó cũng đau. Cái khám thì bảo là muốn nhập khớp, muốn thì nó 5.6 thôi. 5.6 là cũng hơi dính dính lên rồi. Thì bệnh viện CMAC kết luận là viêm khớp đa cấp, là vô cấp. Uống thuốc 3 ngày. Ừ. Tháng nào nó đau. Ừ. Ông vô đây mấy ngày? Tôi đây được thứ 2. Anh có dị năng chưa? Dị năng được 6 tháng rồi. Xem clip của thầy là 6 tháng nay là Việt Nam mà cầm đá được 6 tháng rồi. Vậy là trong 6 tháng thì đâu còn đau nữa. À, đỡ nhiều lắm. Khám thì tiểu đường thì ngày xưa có tiểu đường. Ừ. Rồi bảo là rối loạn tiêu hóa tiểu đường nhưng mà giờ đây ổn định lắm. Đấy. Huyết áp cũng ổn định. Ừ. Da thì sáng lên. Ừ. Trước thì da xỉn xỉn màu đen. Giờ thấy nó sáng lên. Tiến triển nhiều nhưng mỗi cái khớp thì nó cứ tháng nào nó tái thăm nữa. Nhưng mà trong 6 tháng nhìn ăn thì có bị lại không? Không bị lại cái gì ạ? Bị lại khớp á? Bị lại liên tục. Cắn gì như thế. Ừ. Mà cái mà tôi hơi thắc mắc chút xíu là cái vấn đề nhìn ăn của anh á. Là anh nhịn cách nào anh nói thử coi. Chấp hành là ăn từ 11 rưỡi trưa hôm nay ăn. Rồi đến 6 đến 5 giờ chiều ăn. Rồi. 5 rưỡi ăn đến nhịn đến sáng sau đến trưa thôi luôn. Rồi sáng là cũng không uống nước có đường, uống nước lọc trà không? Uống lọc không rồi. Không có nếm nước gì hết. Nhiều chiều ăn có nhiều. Chiều ăn một chén đa thơ ăn một chén. Rồi. Trưa ăn hai chén cho no thoải mái như clip của thầy dặn. Đúng rồi, cứ ăn thoải mái. Vậy cũng được rồi. Đã. Cho đã, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái chuyện mà riêng cái khớp mà còn đau lại thì hơi ngạc nhiên. Chụp phim thì có nói là cái nitrat này nó đặt nhiều ở chân. Ngày xưa cũng đi uống thuốc hút. Nó sáng này cái mặt chân xương xương này. Thì bác sĩ bảo là cái nitrat cái gì đấy. Nitrat nó đọng nhiều trên cái xương này. Cho nên là anh hay bị đau. Đúng rồi, chính xác. Chứ còn cái chân của anh á thì tôi chỉ nói cái điều là anh này ha. Là bây giờ anh duy trì nhìn tôi cái thuốc cái nhìn ăn, tại vì cái mà giải quyết được khỏi cái đó chỉ có nhìn ăn thôi. Em nhìn ăn là em giảm được từ 80 kg xuống bây giờ còn 73 kg. Giỏi ha. Rồi cho nên anh thấy mấy cái thằng nó suối nó nói người ta đừng ăn sáng là bệnh này nữa. Là nó láo hết đi. Ngày xưa cũng đã nhịn 15 ngày nhịn đốc tờ nhiều lắm. Các kiểu nhưng mà cái số được 3 kg thì lên 5 kg. Đúng rồi. Cái số 3 kg thì lên 5 kg. Mình cứ duy trì ăn uống nhịn ăn cái khoảng này là ok rồi. Cái áp dụng cái 8-16 của thầy là thấy ổn. Đúng. Mà mình trưa mình vẫn ăn ngon lành. Xưa thoải mái. Duyên gì mà mình không ăn. Mà đời sinh ra thụ hưởng với duyên gì. Nếu tôm hùm tôm hiếp rồi ăn được hết. Bây giờ trước là mình kiêng. Trước thì ăn mùa với tôm thôi. Còn thứ hai là coi chừng bây giờ là ăn được 5 con rồi. Đó. Cho nó đúng, hoàn toàn chính xác. Mọi người thấy đi, mình thấy không? Đời mình sinh ra là không có gì kiêng hết trơn á. Trời, tại mình không biết cách thôi. Em, mình kiêng là khi mình nhịn ăn cái đó như buổi trưa, đừng có cưỡng lại cái sự sung sướng đó. Em, tôm, cá, thịt gì ăn được, cứ ăn. Em, còn riêng cái chứng anh đó, tôi nói anh đó là kiên trì chút xíu. Nè, thứ nhất là bây giờ anh đã thực hiện được chỉnh năng hút không khí trong đá. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đó vẫn là hút không khí. Anh chịu có hút không khí nhiều nào tốt không ấy? Sáng ngày 9 mới làm 3 đợt. Dạ rồi, nhưng mà anh đi bộ á. Anh đi bộ anh hút không khí sẽ đi bộ hơn. Đúng rồi, đi bộ một cây là hút được 90 ngày. Đó, rồi một cái nữa là anh chịu khó anh chườm đá cho tôi á. Thì anh chườm vừa ở gan mà vừa chườm lòng bàn chân luôn. Thì mình có đôi giới. Còn thiếu đôi giới. Anh thiếu đôi giới, anh mua đôi giới. Rồi tối nào cũng phải chờ bị tôi bên chân ha. Thì cái chuyện cái chân anh đó là tại hôm trước không biết có giỡn thì mình cứ giữ thì nó không được lâu. Nó thì lúc nào rảnh lắm với tôi đồng đó. Cho nên mà ngủ luôn. Cái chân ông có giỡn thì chắc chắn là có chân đây thế giới này. Thì nhưng mà anh nhớ nha, nhiệt độ của mình á là mình để là bao nhiêu độ? 250 độ, mình để 25 phút cho tôi. 25 phút nha. Rồi anh chườm ngang rồi chườm lòng bàn chân cho tôi. Ngủ ngon ngon ơi ngon luôn. Nè mà lại bây giờ ngủ quá thế nào rồi thầy? Ừ. Bây giờ có vẻ bị ngủ quá.
Đúng là nó theo ngủ. Nó thèm ngủ á. Cái xe chạy xe này nó thèm ngủ. Cái đó là chuyện khác, chuyện khác. Cái gì khác nó trong cái ngủ nhiều á, nó có hai lý do. Một là mình siêu rửa động mạch, nó làm cho tắc cái làm cho tắc cái động mạch cảnh á, thì làm cho buồn ngủ. Còn cái ngủ mà nhiều mà mình sướng á, lại là không có ngủ được á. Đó là do cái trước đây á, là mình đã bị mất ngủ nhiều quá. Thì khi mà mình nhịn ăn rồi đó, nó làm cho mình ngủ được á, thì cái thằng cetone kia xuất hiện á, thì nó làm cho mình ổn định cái thần kinh. Khi mà ổn định thần kinh á, là anh sẽ ngủ rất ngon, rất nhiều. Đấy, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ không còn bị được. Có nghĩa là sau khi nó tái cấu trúc lại cái hệ thống thần kinh đó, thì cái gì đó là ok rồi. Ok. Đây tái tâm hồn chưa? Rồi, quay qua mình đi. Nhưng mà đó, vậy đó. Cuối cùng vẫn phải là thực hiện cho được nhìn năng hấp không khí chồm đá. Bây giờ mình có cái vũ khí thêm nữa rồi, tức là chồm đá vừa dùng gan vừa dùng lòng bàn chân. Ok rồi. Dễ chịu mà chưa có một lần thôi. Một lần. Ok. Anh cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cả cơ thể nó khỏe ra. À, nói chung là khỏe cả cơ thể luôn. Cả cơ thể rồi. Đã lắm. Đã lắm hả? Rồi, vậy chúc mừng anh về cứ duy trì kết quả bằng cách tập luyện nha. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.